Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 cải cách mới sách Rayon. Bài số 1 thì chúng ta đã học xong hết rồi và làm sách bài tập xong xuôi hết rồi. Nhưng có một số bạn nói rằng, cô ơi, cô giải thêm, cô hướng dẫn thêm cái phần danh từ số ít, danh từ số nhiều đi, em chưa hiểu bài cho lắm. Thì tôi quay trở lại với cái bài 1B Grammar, danh từ số ít, danh từ số nhiều. Để các bạn hiểu rõ hơn về danh từ số ít và danh từ số nhiều nhé. Rồi, chúng ta cùng nhau học bài nào. Trong tiếng Anh chúng ta sẽ chia ra danh từ số ít và danh từ số nhiều. Đối với những cái danh từ á, chúng ta sẽ chia ra như sau. Danh từ đếm được, danh từ không đếm được. Thứ nhất, chúng ta phải chia như thế này. Chúng ta phải chia ra danh từ trong tiếng Anh. Và danh từ trong tiếng Anh người ta ký hiệu là noun. Nào, nhưng mà ký hiệu là chữ N. Nào. Và chúng ta sẽ có là danh từ gì? Danh từ đếm được. Danh từ đếm được. Đếm được. Và danh từ không đếm được. Danh từ không đếm được nhé các bạn. Trong tiếng Anh chúng ta chia ra danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Rồi, danh từ đếm được đó là bàn ghế này, cái bàn, cái ghế. Ví dụ chúng ta có thể đếm được là một cái bàn, hai cái bàn, ba cái bàn, một cái ghế, hai cái ghế, ba cái ghế, một quả cam, hai quả cam, ba quả cam, tức là chúng ta đếm được. Còn đối với danh từ không đếm được, ví dụ nước, nước chúng ta không đếm được, nước nói chung là không đếm được. Chúng ta không phải là đếm chai nước là đếm được nhá, nhưng mà nước nói chung là không đếm được. Đường không đếm được. Sữa không đếm được. Không khí không đếm được nha. Chất lỏng, không khí và cát không đếm được. Đất không đếm được. Thời tiết không đếm được. Đây được gọi là danh từ không đếm được. Đó, danh từ không đếm được, uncountable noun. Tiếng Anh là uncountable noun. Còn danh từ tính địa đếm được các tiếng Anh đọc là countable noun. Và danh từ đếm được, danh từ đối với cái thằng danh từ đếm được á, đối với cái thằng danh từ đếm được chúng ta sẽ chia ra, chia ra hai loại. Đối với danh từ đếm được chúng ta chia ra hai loại, đó là gì? Danh từ số ít, rồi danh từ số nhiều. Danh từ số ít và danh từ số nhiều nha. Danh từ số ít và danh từ số nhiều. Danh từ số ít, thứ nhất, ví dụ chúng ta có cái bàn, một cái bàn, a table, nhưng nhiều cái bàn, table thêm sờ vào. Một quyển sách, a book, nhiều quyển sách thêm sờ vào, books. Một cây bút, a pen, nhiều cái bút, pen có sờ. Đó, nhìn chung là chúng ta nhìn chung hay nói chung, trường hợp mà chiếm nhiều nhất đó là thêm sờ vào, thêm sờ phía sau thì để tạo thành danh từ số nhiều. Thêm sờ phía sau để tạo thành danh từ số nhiều, để tạo thành danh từ số nhiều. Nhưng sẽ có một số trường hợp khác như thế này. Một đây, chúng ta sẽ chia các trường hợp ra nhé. Xong một trường hợp rồi này. Trường hợp tiếp theo, một quả cà chua. Quả cà chua, tomato. Một quả cà chua là a tomato. Nhưng nhiều quả cà chua là tomato thêm s vào. Nhiều quả cà chua. Một củ khoai tây là a potato. Nhiều củ khoai tây là potato thêm s. Một cái đồng hồ đeo tay là a watch. Nhiều cái đồng hồ đeo tay là a watch, là watch it. Watch it, watch it. À, watch it. Một cái đĩa là a dish, món ăn. Nhiều món ăn là dishes. Ok, dishes. Một cái hộp là a box. Nhưng nhiều cái hộp là a boxes. Boxes. Vậy khi các bạn gặp khi danh từ làm sao, khi danh từ
tận cùng, tận cùng hay là kết thúc, là các chữ, là các chữ cái, là các chữ cái. Ông sáu già chạy xe SH, ông này sáu này già này chạy này xe này SH này. Cái này viết như vậy là các bạn thuộc bài, các mẹ cũng thuộc bài nha. Ông sáu già chạy xe SH. Thì thêm, thì chúng ta thêm S để tạo thành danh từ số nhiều. Đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai. Rồi sang trường hợp tiếp theo. Trường hợp tiếp theo. Ví dụ trường hợp tiếp theo. Một cái gì? Một em bé là a baby. A baby, nhiều em bé là baby e. Y dài biến thành y ngắn và thêm S. Những đứa trẻ, những đứa bé. Một con bướm là a butterfly. Butterfly. Một con bướm. Nhưng mà nhiều con bướm là butterfly. Y dài biến thành y ngắn thêm s vào nhá. Y dài biến thành y ngắn thêm s. Một con ruồi là fly. Nhưng mà nhiều con ruồi sẽ là fly. Y dài biến thành y ngắn thêm s. Đó. Tức là khi chúng ta thấy kết thúc là y dài thì y dài biến thành y ngắn thêm s. Một số ngoại lệ như sau. Ngoại lệ này, ví dụ các bạn boy số nhiều thêm s thôi, cậu bé, các cậu bé. Chìa khóa thêm s vào thôi, thấy không? Đó là trường hợp mà y dài, trường hợp kết thúc là y dài. Trường hợp tiếp theo, trường hợp tiếp theo, các bạn gặp chữ chữ F chẳng hạn. Thì các bạn gặp chữ F, ví dụ một cái giá sách, a bookshelf, lf nè. Nhiều cái giá sách là bookshelf, lvs. Hoặc là một bà vợ là a wife. Nhiều bà vợ là như thế này. Đó, nhiều bà vợ. Một chiếc lá, một chiếc lá, nhiều chiếc lá, thấy không? Vs. Vậy trường hợp này khi các bạn gặp chữ F cuối câu, các bạn sẽ biến nó thành vs. Biến nó thành vs nhé. Biến nó thành vs cho tôi. Ok, vs. Đây. Khi bạn gặp F hoặc là FE, biến thành vs cho tôi. Rõ chưa? Rồi, trường hợp mà danh từ không theo quy tắc. Danh từ không theo quy tắc nào cả. Không theo quy tắc là phải học thuộc. Phải học thuộc. Phải học thuộc. Và cái chúng ta gặp nhiều này, một người đàn ông man. Man. Nhiều người đàn ông man. Một người phụ nữ woman, chữ A nhé. Nhiều người phụ nữ là women. Một đứa trẻ là child. Nhiều đứa trẻ là children. Cái này bạn gặp rất là nhiều, rất rất nhiều luôn. Một người là person. Nhiều người là people. People. Nhiều người là people. 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 Rồi foot là một bàn chân. Feet là nhiều bàn chân. Tooth là một cái răng. Teeth là nhiều cái răng. Foot, feet, tooth, teeth để dễ đọc này. Foot, feet, tooth, teeth. Một con ngỗng là goose. Nhiều con ngỗng là geese. Ok. Đó. Rồi, đó là những cái trường hợp mà chúng ta hay gặp. Chúng ta cùng lướt lại này. Cùng lướt lại nhá. Danh từ của chúng ta trong tiếng Anh sẽ chia ra danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Danh từ đếm được ví dụ như cái bàn, cái ghế, quả táo, quả cam. Danh từ không đếm được như là nước, đường, sữa, không khí, cát, đất, thời tiết, gọi là danh từ không đếm được. Và trong cái danh từ đếm được, chúng ta sẽ chia ra hai loại, đó là danh từ số ít và danh từ số nhiều. Vậy chúng ta có quy tắc nào để chuyển từ danh từ số ít sang danh từ số nhiều hay không? Chúng ta có các trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất, đa số là chúng ta thêm s, chữ s, s vào đằng sau danh từ để tạo thành danh từ số nhiều. Ví dụ như
Một cái bàn là a table, nhiều cái bàn, table có sờ. Một quyển sách là a book, nhiều quyển sách là book có sờ. Một cây bút mực là a pen, nhiều cây bút mực là pen có sờ. Đó là trường hợp chung chung nhất. Ngoài ra chúng ta có những trường hợp đặc biệt sau. Khi các bạn gặp những danh từ tận cùng là O, F, Z, C, H, X, S, H. Và chúng ta nhớ bằng mẹo là ông sáu già chạy xe SH. Đó, thì chúng ta thêm S vào đằng sau. Ví dụ như một quả cà chua, or tomato, nhiều quả cà chua thêm S vào. Cứ thế, kết thúc là chữ O, chữ Ch, chữ SH này, chữ X này thì chúng ta phải thêm S vào. Potatoes, watch it, hoặc là watch it, dish it, box it. Trường hợp tiếp theo khi chúng ta gặp y dài thì chúng ta biến thành y ngắn thêm s. Ví dụ như a baby biến thành baby s nè. A butterfly, butterfly s nè. A fly biến thành fly s. Y dài biến thành y ngắn thêm s. Có một số ngoại lệ như là boy không có biến thành y ngắn, chỉ thêm s thôi. Khi thêm s thôi. Trường hợp tiếp theo khi các bạn gặp chữ F đằng sau, chữ F hoặc là FE đằng sau, các bạn sẽ biến thành VS. Ví dụ như một cái giá sách là a bookshelf, biến thành như thế này, bookshelf VS đấy. Một bà vợ này, một chiếc lá, nhiều chiếc lá này. Và cái trường hợp đau đầu các bạn cần phải học thuộc đó là những cái danh từ nó không theo quy tắc nào cả. Ví dụ một người đàn ông, man, nhiều người đàn ông, man. Một người phụ nữ, woman, nhiều người phụ nữ, women. Một đứa trẻ, child, child, nhiều đứa trẻ, children. Một người, person, nhiều người, people. Một bàn chân, foot, nhiều bàn chân, feet. Một cái răng, tooth, nhiều cái răng, teeth. Một con ngỗng, goose, nhiều con ngỗng, geese. Rồi chúng ta cùng làm bài. Chúng ta quay trở lại sách giáo khoa một xíu. Rồi, một cái bàn chải đánh răng, hai cái bàn chải đánh răng, brush it. Một đứa bé, hai đứa bé, baby s này. Một cái hộp, hai cái hộp, thêm s đọc là box it. Một đứa trẻ, child, hai đứa trẻ, two children. Một xe buýt, a bus, hai cái xe buýt, bus it, two bus it. Một cậu bé, one boy, two boys. Cái này chúng ta không thêm, không biến y dài thành y ngắn thêm s mà là boy thêm s, đây là trường hợp ngoại lệ. Một cái khăn, chữ f này, chúng ta phải biến vs. Một cái răng, a tooth, two teeth. Thấy chưa? Rồi, chúng ta làm thêm một số bài tập để hiểu rõ hơn về cái danh từ số ít và danh từ số nhiều. Bài tập số 1, chuyển các danh từ sau sang dạng số nhiều. Một cái bàn, table có sờ. Ăn ép một quả trứng, nhiều quả trứng là thêm sờ vào. Một cái xe ô tô, nhiều xe ô tô thêm sờ. Quả cam này, oranges, oranges. Một ngôi nhà, nhiều ngôi nhà thêm sờ vào. Student thêm sờ vào. Tiếp theo, lớp học là chữ sờ cho nên thêm s nhá. Cái hộp là chữ x sờ cho nên chúng ta thêm s luôn. Một cái đồng hồ là chữ chờ, nhiều cái đồng hồ là thêm s. Món ăn là thêm s bởi vì chữ sh. Câu đố là chữ z nè, ông sáu già đó, cho nên là chúng ta gấp đôi chữ này và thêm s. Cả cà chua nè, ví dụ rồi, thêm s. Chiếc lá chúng ta cũng học rồi, vs bởi vì chữ f. Bà vợ này, vs. Đất nước là chữ y dài đúng không, biến thành y ngắn thêm s. Countries, chìa khóa mặc dù là y dài nhưng mà nó thuộc trường hợp ngoại lệ, chỉ là khi thêm s thôi. Policeman chúng ta sẽ chuyển thành policeman, đây chữ e. Bamboo là cái cây tre, chúng ta sẽ thêm s vào. Bamboo thêm s. Bamboo là đặc biệt, chúng ta chỉ thêm s thôi nhá, đặc biệt nhá, đánh dấu sao. Rồi, con bọt đực nè, thêm s. Đứa bé học rồi, đứa trẻ, child children. Ok, sang trang nha. Bữa nào bày các bạn cách đọc. Rồi, câu 21, tooth chuyển thành teeth, wool chuyển thành
geese. Rồi sang cái bài dưới là ngược lại, viết dạng số ít của các danh từ sau. Hoa hồng này, số ít là rose. Boy, bỏ sờ đi. Family, số ít của nó. Potato là số ít của nó. Bà vợ này. Bức ảnh, mặc dù chữ on, thêm sờ thôi. Số ít là photo. Children, một đứa trẻ là child. Sandwich, số ít là sandwich thôi. Tiếp theo, fish. À, các bạn nhớ một con cá hay hai con cá đều là fish, không có thêm cái gì hết nhé. Trường hợp đặc biệt này quên nói. Hoặc con cá vàng cũng vậy. Goldfish, không có thêm nha, không thêm sờ gì hết nha. Cái trường hợp này hết sức đặc biệt luôn, đánh dấu vào. Không thêm gì cả. À, số ít hay số nhiều đều là chữ đó. Feet, số ít của nó là foot. Cái đèn, bỏ sờ đi. City, thành phố này. Con kiều, à lại là con kiều. Số nhiều, số ít đều là sheep, không thêm gì cả nha. Số ít hay số nhiều đều là sheep. Rồi, cái này bỏ sờ đi. Root, bỏ sờ đi. Tên trộm nè. Tên trộm là chữ F nha. Rồi, cái từ này là số nhiều của đồng xu nha. Đó, đồng xu. Piano, đàn piano nè. Chút nè. Rồi, tiếp theo. Rồi, chuyển sang dạng số nhiều. Chuyển các câu, chuyển cả câu luôn. Bây giờ các bạn lưu ý, số ít là chúng ta xài y, số nhiều chúng ta phải chuyển sang a. Đấy, số nhiều là chuyển to be nha. Người đàn ông cao, bây giờ chúng ta chuyển thành the man are tall, những người đàn ông thì cao. Bài này nâng cao một chút, những bạn nào giỏi thì chúng ta coi bài này nha. Câu số 2 này. Câu số 2, người phụ nữ thì mập, bây giờ những người phụ nữ mập chúng ta chuyển sang câu dạng số nhiều. Woman chuyển thành women. Y chuyển thành A, phát giữ nguyên. Câu tiếp theo, một đứa trẻ buồn. Đứa trẻ buồn, bây giờ những đứa trẻ buồn. The children và Y chuyển thành A. Y chuyển thành A. Tiếp theo, con chuột này. Những con chuột các bạn, đây là từ đặc biệt luôn. Những con chuột là the mice. A gray, màu xám. Vậy các bạn nhớ, một con chuột là mouse, nhiều con chuột là mice. Tooth này, chuyển thành teeth cho tôi. Và số nhiều phải xài A thôi. Màu trắng, màu sắc giữ nguyên, không thay đổi gì cả. Ok, rồi chúng ta xuống bài dưới là chuyển sang số ít ngược lại thôi. Con cá thì yên tĩnh. Bây giờ con cá là không thay đổi gì cả. Chỉ thay đổi IA các bạn. Con ngỗng này, số những con ngỗng thì bây giờ một con ngỗng là goose. E in the jar. Một con ngỗng ở trong sân. Con ngỗng ở trong sân. Câu tiếp theo, những đứa trẻ bây giờ chuyển thành một đứa trẻ là the child. E tired. Một đứa trẻ bị mệt. Số nhiều này chuyển thành số ít. The policeman. E old. Tiếp theo, con chuột chuyển thành the mouse. Số ít này mouse. E hungry. Tiếp theo, con cừu là không thay đổi nha. Con cừu vẫn là con cừu thôi, vẫn là sheep thôi, dù ít hay nhiều. Đổi động từ to be nha. Rồi, ok. Bài số 5. Cho dạng số nhiều của các danh từ trong hoặc. Person chuyển thành people. People viết như thế này này. People. Rồi, tiếp theo. Child chuyển thành children. Children. Tiếp theo, food chuyển thành feet. Tiếp theo, sheep vẫn là sheep. Tooth chuyển thành teeth. Student thì thêm sờ vào. Đúng không? Rất là dễ nha. Student thêm sờ. Tiếp theo, fish vẫn là fish các bạn. Fish vẫn là fish. A chuyển thành E. Rồi bà nội trợ này. Housewife. Đó, bà nội trợ. Con dao cũng là chữ E, FE này. Viết như thế này nè. VS. Rồi cái giá sách nè. VS. Con ngỗng chuyển thành geese. Piano thêm sờ vào. Police.
men. Luggage, luggage, thêm sờ vào. Ok, cái bài về danh từ số ít, danh từ số nhiều của chúng ta đến đây là hết rồi. Đó, trang 24 sách giáo khoa nhé. Trang 24 sách giáo khoa tôi đã giảng rất là kỹ cho các bạn rồi. Hy vọng rằng các bạn hiểu bài và làm bài thật là tốt. Goodbye, see you later.